Thank you.
Nido. Liếm nó đi đâu. Đốt gì cái này? Cái này làm đun người ta cười kìa. Ngồi nhau. Hả? Cái này làm đun ngồi nhau. Được. Làm đẹp cho Vũ. Thank you.
bàn tròn. Bàn tròn khoảng 1m2 đến 1m5 thoải mái. Trụ 50 thì bàn tròn thoải mái. Bàn tròn từ 1m2 đến 1m5. Nó sẽ cân đối. Bỏ nó cắt luôn cái đồ này luôn. Ướt chị. Kiểu gỗ cứng quá các bạn. Gỗ quá cứng. Thank you.
đây. Tấm phải làm chưa? Tấm nào? Tấm này không tăng đâu, nhưng để trên đây 5 tấm. Cái này mà. Nào. Đấy làm dưới làm được hơn. Vẽ hết được hơn. Ở đây mặt trên làm chưa? Dạ, chưa tăng thôi. Để em bắn lót, đi cao. Đó. Yêu. Không gian vẽ thằng này luôn nhá. Đi cái này đi. Ít nhà ngày 500 nữa, ngoài 50.000 đâu. Nhau á, biết tình nhau chưa? 75. Nhau.